Người dân Ấn Độ kỷ niệm 56 năm ngày mất của người soạn thảo hiến pháp, tin từ Mumbai. Hàng trăm người xếp hàng dài, nhiều cây số ở thành phố Mumbai để tỏ lòng tôn kính tới người cha đẻ của hiến pháp Ấn Độ là tiến sĩ Bhimrao Rimji Ambedkar. Hôm qua đúng 56 năm ngày mất của vị bộ trưởng luật pháp đầu tiên của Ấn Độ. Sinh ra trong một gia đình nghèo vào năm 1891, ông Ambedkar đã cống hiến toàn bộ cuộc đời của mình để cải thiện tình trạng xã hội của người Dalit, những người thuộc giai cấp thấp nhất của Ấn Độ. Được hầu hết những người Dalit và Phật giáo Ấn Độ tôn kính, ông Ambedkar được coi là hiện thân của công bình, bình đẳng và công lý. Hôm qua, nhiều tín đồ đã bày tỏ sự kính trọng của mình tới vị cựu luật sư tại một đài tưởng niệm nơi chôn cất tro cốt của ông. Tại lối vào đài tưởng niệm, hàng chục ngàn người đã đứng chờ để được vào cúng và đặt bông cho nhà hiền triết của họ. Hôm thứ Tư vừa qua, chính phủ Ấn Độ quyết định dọn một mảnh đất để xây dựng đài tưởng niệm ông Ambedkar. Điều này đã được rất nhiều người Dalit hoan nghênh.